phép màu giữa thảm họa, nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu kể lại giây phút cận kề cái chết. Cầu Phong Châu rung lắc dữ dội, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người và xe đã ở dưới nước rồi, anh Phan Trường Sơn hải hùng kể lại. Sự cố sập cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ khiến nhiều nạn nhân bị trôi xuống sông Hồng. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định được số lượng chính xác có bao nhiêu người gặp nạn. Một trong số những người may mắn sống sót là anh Phan Trường Sơn, địa chỉ thường trú tại khu 10, xã Hương Nộm, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, anh Sơn kể, tôi đang lưu thông trên cầu Phong Châu thì nghe tiếng rình rình ở phía sau, các nhịp cầu rung lắc dữ dội. Ban đầu cứ nghĩ là có xe tải trọng nặng nên cầu mới rung lắc như vậy, nhưng chưa kịp phản xạ quay lại nhìn thì cả người và xe đã ở dưới nước rồi. Cả người cả xe rơi xuống gần đáy sông, tôi lấy hết sức đẩy người ngoi được lên mặt nước thì không thở được nữa. Xác định mình chắc chắn không sống được nhưng vẫn cố bơi. Được một đoạn thì may mắn bám được vào cây chuối, một lúc sau được thuyền cứu sống. Liên quan đến thảm họa sập cầu Phong Châu, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn đã cứu hộ được 3 người dân gặp nạn, trong đó có một cháu nhỏ bị thương nhưng vẫn bơi được vào bờ. Sau khi sự cố sập cầu Phong Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ. Trốn thế. Rồi.